Bảo hành da là nghĩa vụ cần phải làm đối với tất cả các sản phẩm được bán ra tại FPT Laser. Đối với áo da, khi khách hàng mua tại FPT Laser sẽ được áp dụng các dịch vụ miễn phí vệ sinh, dưỡng da, làm mới, phục hồi các vết sơn xước và một số các chính sách bảo hành liên quan đến sửa chữa khác, ví dụ như đường kim mũi chỉ, khóa kéo, cúc bấm và lót áo trong vòng 2 năm. Sau khi hết thời hạn 2 năm, khách hàng vẫn sẽ được áp dụng chính sách giảm giá 30% tất cả các dịch vụ đang hiện hành. Cũng trong 2 năm này, nếu áo da của khách hàng có bị hỏng, rách do va quệt thì FPT Laser cũng sẽ miễn phí thay da cho khách hàng. FPT Laser có hẳn một kho lưu trữ các loại da nên khi thay miếng da mới, đa phần sẽ đồng bộ với phần da còn lại của áo. Và từ năm thứ 2 trở đi, sau khi khách hàng đã thay da lần thứ 2, FPT Laser vẫn sẽ hỗ trợ 70% đối với dịch vụ thay da mới. Ngoài ra, khách hàng của FPT Laser sẽ được miễn phí bảo dưỡng vệ sinh áo da 2 lần một năm toàn thời gian sử dụng sản phẩm. Các sản phẩm sau khi được bảo hành sẽ được ghi tag về tình trạng áo và chuyển sang bên bộ phận để kiểm tra. Sản phẩm sau khi được vệ sinh tổng thể sẽ được đặt trong túi áo chống mốc và nhân viên sẽ liên hệ lại để bàn giao lại áo cho khách hàng. Sau khi khách hàng mua áo tại FPT Laser thì thông tin đơn hàng của khách sẽ được lưu ở trên phần mềm quản lý của FPT. Nên mỗi khi khách hàng có nhu cầu bảo dưỡng chỉ cần mang áo qua và đọc số điện thoại là FPT có thể tra cứu được thông tin đơn hàng cũng như tình trạng bảo hành. Các cửa hàng của FPT Laser sẽ luôn mở cửa từ 8:30 sáng cho đến 21:30 tối tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ lễ, để có thể tiếp nhận xử lý yêu cầu của khách hàng. Đối với các khách hàng ở ngoại thành, ở xa, cũng có thể liên hệ với tư vấn viên qua hotline để gửi áo qua đường chuyển phát. Sau khi áo được bảo hành, sản phẩm sẽ được gửi lại về tận tay khách hàng nhé. Thông tin chính sách bảo hành sẽ được giới thiệu chi tiết cho khách hàng khi khách hàng nhận được tư vấn qua fanpage, hotline hoặc trên website của FPT Laser.